Ok, đây sẽ là một video dành cho những bạn nào muốn làm rapper, làm artist, nghệ sĩ hoặc là các bạn muốn làm content creator, sáng tạo nội dung. Thì chuyện là hôm qua mình vừa nói chuyện với một bạn rapper kia gần 2 tiếng, nói về việc làm nghệ thuật, làm rap, về giới nghệ sĩ đang nổi. Mình và bạn đó bàn về những cái chiến lược để có thể phát triển sự nghiệp của bạn đó. Thì sau đây là những cái idea, những cái bài học quý giá mà mình rút ra được từ cuộc trò chuyện đó. Hello mọi người, xin chào mọi người quay trở lại với YouTube của Huy Đào. Nếu mà các bạn đang hoặc là các bạn muốn trở thành một rapper, một artist, muốn làm trong mảng marketing media hoặc là muốn trở thành content creator thì video này dành cho bạn. Từ cái cuộc trò chuyện với bạn rapper đó thì mình cũng chia sẻ với các bạn những cái góc nhìn lạ của mình để maybe là các bạn có thể thay đổi suy nghĩ một tí trong cái việc mà các bạn set up cái chiến lược cho cái sự nghiệp của bạn. Chúng ta sẽ bàn về những cái chiến lược làm content để các bạn có thể trở nên nổi tiếng hơn nè, có sức ảnh hưởng hơn nè và dễ thành công hơn. Ok, và trước khi vào video nhớ nhấn like, subscribe ủng hộ mình nha. Ok, giờ thì vào việc. Đầu tiên sơ lược về bạn rapper đó để cho mọi người dễ hình dung thì đó là một người mà mình nghĩ, mình tin là có khả năng sẽ trở thành one of the best, if not the best rapper in Vietnam. Chứ là sẽ lớn như kiểu là Suboy, Tờ Linh, if not bigger, if she played right. Now, đó là ý kiến cá nhân của mình, chúng ta không cần phải tranh luận. Thì đầu tiên đó là bạn đó làm nhạc và bạn đó nổi lên trên TikTok. Thì trên TikTok bạn đó có vài chục ngàn follower, nhưng mà trên Instagram với lại YouTube thì chỉ có vài trăm follower thôi. Và cái cuộc trò chuyện bắt đầu từ đó. Thứ nhất, YouTube, Instagram và TikTok. Ok, thì đầu tiên đó là bạn đó nói với mình là em cảm thấy là em có mấy chục ngàn follower trên TikTok nhưng mà nó không có giá trị gì hết, nó không có phải là legit. Đối với một nghệ sĩ thì kiểu như là YouTube, Instagram nó mới là thứ có giá trị. Ví dụ bạn đã thấy, ví dụ như một ai đó có vài ngàn follower trên YouTube hoặc là trên Instagram là bạn thấy kiểu cảm giác như là legit, là kiểu như là artist thiệt. Còn cái việc mà bạn đó có vài chục ngàn follower thì nó không có giá trị nhiều. Tức là gì? Tức là bạn đó đặt cái Instagram là YouTube, cái platform đó lên một cái pedestal, tức là lên một cái tầm cao hơn là những cái platform khác, ví dụ như là TikTok. Thì bạn đó nghĩ là nhạc đó là phải được release trên YouTube mới gọi là legit, còn TikTok thì không. Tầm 15 năm trước á, các nghệ sĩ họ cũng nghĩ như vậy. Nhạc á là phải được release, phải được ra mắt trên TV mới gọi là legit. Còn ví dụ như nhạc mà trên YouTube á là kiểu như đồ chơi. Nhạc là chỉ có trên TV, nhạc là phải ra CD nó mới gọi là đúng gọi là nhạc. Now, còn bây giờ thì sao? Thì nhạc á là người ta release trên YouTube trước. Và tất cả những cái chiến lược của người ta là xoay quanh cái MV trên YouTube, sau đó mới là những cái nền tảng khác. Người ta nghĩ là TikTok có thể là trò trẻ con. Thôi mình nghĩ lịch sử sẽ lặp lại. Lý do vì sao mà hồi xưa người ta chuyển từ TV qua YouTube là tại vì cái nền tảng YouTube đó nó có nhiều attention hơn, nó có nhiều sự chú ý hơn cho người nghệ sĩ. TV, YouTube, Instagram, TikTok thì đó nó cũng chỉ là những cái platform, những cái medium, những cái phương tiện để các bạn có thể truyền tải cái nghệ thuật của các bạn tới người coi thôi. Thời nào thì nó cũng sẽ có một cái platform mà người ta, phần lớn người ta sẽ đặt lên một cái pedestal, kiểu như gọi là đây sẽ là cái culture. Ví dụ hồi xưa là TV, bây giờ là YouTube. Nhưng rồi á, từ từ người ta sẽ optimize qua một cái platform nào đó khác mà nó đem lại nhiều attention hơn cho người nghệ sĩ. Hồi xưa là từ TV chuyển qua YouTube, rồi bây giờ có thể nha, từ YouTube nó sẽ chuyển qua TikTok thì sao? Nếu mà các bạn để ý á, thì ví dụ như các bạn ra nhạc, các bạn post trên TikTok, nó sẽ dễ dàng, khả năng mà các bạn có được triệu view nó sẽ cao hơn là việc các bạn ra một bài nhạc và các bạn post lên trên YouTube. Đặc biệt là nếu mà các bạn làm nghệ sĩ mới nổi nữa, không có nhiều follower thì việc mà cái bài hát của các bạn đạt được triệu view trên YouTube là rất là khó. Nhưng mà trên TikTok thì nó dễ hơn. Thì nhiều người cho là view trên TikTok nó không có giá trị bằng view trên YouTube. Cũng đúng, nhưng mà một view là một view, một view là một lần một ai đó họ nhìn thấy bạn, là một cơ hội để mà bạn có thể tác động tới người đó. Một follower là một follower, là một người nào đó mà họ quan tâm tới bạn đủ nhiều để mà họ follow bạn. Bất kể cái platform đó là gì, 100.000 follower trên TikTok thì nó vẫn lớn hơn là 50.000 follower trên YouTube hoặc là Instagram, đúng không? Sẽ có bạn kêu là nhưng mà hả, subscriber trên YouTube, follower trên Instagram nó giá trị hơn là follower trên TikTok. Cũng có thể, nhưng mà cũng có thể không. Vì cái chất lượng của follower mà các bạn nói đó, đó là cái cảm tính, là cái đánh giá khách quan của các bạn, chứ không có đo đếm được. Không phải ai sub các bạn trên YouTube là cũng sẽ nghe nhạc của các bạn hoặc là sẽ mua được sản phẩm của các bạn. Mà không phải ai follow các bạn trên TikTok cũng sẽ không đủ điều kiện để mà support cái công việc của các bạn. Cái chất lượng đó là cái không hề ông đếm được, nhưng mà cái số lượng có 100.000 nó lớn hơn là 50.000. Cho nên là nếu mà các bạn đang làm nghệ thuật, đang làm rap, đang làm music maker, đang làm content creator, think about it. Bạn có đang tối ưu hóa cái sự hiện diện
triển của bạn trên cái nền tảng mà nó đem lại cơ hội nhiều nhất cho bạn, hay là bạn đang tập trung vào một cái nền tảng nào đó mà bạn cảm thấy hoặc là một ai đó nói với các bạn là đó mới là cái nền tảng chính, cái nền tảng mà bạn nên ở trên đó. Cái thứ hai, post nhiều ít chất lượng versus post ít mà nhiều chất lượng. Ok, và chủ đề này nó không chỉ apply cho cái chuyện là các bạn post content lên trên mạng, mà nó còn apply với chuyện là các bạn ra nhạc hoặc là các bạn ra sản phẩm của các bạn nữa. Vậy thì bây giờ chúng ta nên apply cái chiến thuật nào? Các bạn post nhiều nhưng mà nó không có nhiều chất lượng, hay là các bạn post một bài nhưng mà nó rất là nhiều chất lượng? Ý kiến cá nhân của mình đó là các bạn nên post nhiều. Tại vì các bạn post nhiều chưa chắc là nó dở, mà các bạn post ít chưa chắc là nó hay. Now, mặc định đi, giả sử như là các bạn post ít thì nó nhiều chất lượng đi. Thì ví dụ như các bạn post một cái bài post đó được 10.000 view là coi như là chất lượng đi ha. Thì nếu mà các bạn post nhiều nha và post dở, mặc định luôn, mặc định là nó dở đi, thì ví dụ như một cái post dở của bạn có 1.000 view, thì bây giờ các bạn chỉ cần bơm cái số lượng của những cái post dở đó lên, các bạn post 10 cái post dở, mỗi cái post dở như vậy nó cho các bạn 1.000 view, thì 10 cái như vậy là các bạn được 10.000 view, là các bạn bằng với một cái post hay rồi, đúng không? Là các bạn biết chắc chắn là cứ 10 cái post, 10 cái sản phẩm dở của bạn, các bạn sẽ có 10.000 view, các bạn sẽ bằng một cái sản phẩm hoặc là một cái post hay. Nhưng mà nếu mà ngược lại thì sao? Các bạn dành nhiều thời gian vô một cái post và các bạn nghĩ là cái post đó chất lượng, nếu mà may mắn cái post đó được nhiều view thì không nói làm gì, nhưng mà nếu mà nó xui, nó không có nhiều view thì sao? Thì lúc này các bạn lại phải tốn thêm một đống thời gian nữa để các bạn tạo ra một cái post mà các bạn nghĩ là chất lượng tiếp theo, mà chưa chắc là nó có chất lượng thiệt hay không. Và mình nói cái này không phải là mình không hiểu cái việc mà các bạn đầu tư dành thời gian thêm cho một cái sản phẩm, một cái bài nhạc hoặc là một cái post. Ví dụ như là mình làm content đi, mình push, mình post rất là nhiều bài đăng, xong rồi nó không được nhiều view. Sau đó mình quyết định là mình post ít lại, mình dành nhiều thời gian ra cho một cái post hơn, thì cái số lượng view của một cái post nó tăng hơn hẳn. Nhưng mà cái việc đó nó chỉ make sense khi mà các bạn đã làm nhiều rồi, các bạn có nhiều kinh nghiệm rồi, các bạn có nhiều feedback từ cái việc mà các bạn làm nhiều rồi. Sau đó các bạn mới scale nó xuống, thì các bạn mới dồn cái thời gian với lại cái kinh nghiệm, cái feedback mà các bạn có vô một vài cái post đó. Cái đó nó mới thật sự là các bạn giảm cái số lượng xuống nhưng mà các bạn tăng cái chất lượng lên. Chứ còn nếu mà các bạn chưa từng làm nhiều mà các bạn kêu là các bạn làm ít để mà nó chất lượng, thì theo mình nó giống như là một cái lý do bạo biện cho cái việc là các bạn lười, các bạn không đầu tư dành thời gian cho công việc của các bạn, hoặc là các bạn không có khả năng để mà làm ra nhiều sản phẩm và có giá trị. Nào, không nhất thiết là những gì mình nói là đúng 100%, but think about it. Cái thứ ba, thành công nhưng không theo cách mà bạn muốn. Nào, một câu nói mà mình rất là thích mà mình chia sẻ với các bạn: you can have anything you want, but you cannot have everything you want. Tức là các bạn có thể có bất cứ gì mà các bạn muốn trong cuộc sống, nhưng mà các bạn không thể có tất cả mọi thứ mà các bạn muốn trong cuộc sống. Thì hôm qua mình nói chuyện với các bạn rapper đó, thì mình kêu bạn đó là bây giờ em phải làm nhiều content hơn để em có nhiều follower hơn. Rồi khi mà em có nhiều follower hơn rồi á, thì khi mà em ra một bài nhạc nào đó, ban đầu nó được nhiều người nghe hơn, nó sẽ có một cái cơ hội để cái bài nhạc đó nó go viral, nó reach nhiều người hơn nữa. Thì bạn đó chia sẻ với mình là bạn đó không muốn post nhiều quá là tại vì bạn đó không muốn bị consider là content creator thay vì là rapper. Rồi là rapper là phải post nhạc trên YouTube, phải grow it organically này kia thì mới gọi là legit, mới đúng là rapper. Thì theo quan điểm của mình á, thì cái mà bạn đó làm á là bạn đó ép rất là nhiều cái layer lên trên cái con đường thành công đó. Tức là bạn đó muốn thành công theo đúng cái cách này, cái cách mà bạn đó muốn. Để thành công, để trở thành một nhân vật lớn có ảnh hưởng là nó đã khó rồi, còn bây giờ gắn thêm nhiều cái lớp lên như vậy nữa thì nó gần như là impossible luôn. Mà cho dù nó là possible, nó có thể đi nữa, thì cái việc mà bắt phải thành công theo đúng cái cách đó, nó làm cho cái việc mà các bạn đạt được cái kết quả mà bạn muốn nó lâu hơn rất là nhiều. Quan điểm của mình á là trong cuộc sống mình phải làm mọi thứ, đôi khi là sẽ phải bất chấp để mình đạt được cái thứ mà mình muốn. Và các bạn quan sát kỹ đi, kể cả những cái rapper, những cái nghệ sĩ nổi tiếng cũng vậy. Ví dụ như là rapper đi ha, thì rapper tức là rap là chính, đúng không? Nhưng mà khi mà họ xuất hiện, họ cũng mặc đồ hiệu, đồ hào nhoáng, họ cũng đeo dây chuyền kim cương, họ cũng quay MV ở những cái chỗ nổi tiếng này kia. Tại vì sao? Tại vì họ biết là những cái đó, những cái không phải là rap, nhưng mà những cái đó nó mang lại cái sự chú ý người khác tới cho họ, để từ đó tăng cái cơ hội mà cái âm nhạc của họ thành công hơn. They don't have to win their way, they just wanna win. Ok, và đó là những gì mình muốn chia sẻ với các bạn trong ngày hôm nay. Share video này với bạn bè các bạn, ai mà bạn nghĩ là sẽ mang được giá trị cho họ, những người ví dụ làm nghệ thuật nè, làm rap nè, làm content creator nè. Hy vọng là nó sẽ mang lại giá trị cho các bạn. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video này và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.